CDT News. 7 thói quen xấu vô tình khiến tiền bạc thất thoát, tán tài tán lộc. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể bạn có những thói quen nhỏ nhưng vô tình khiến tiền bạc thất thoát, tán tài tán lộc. Nếu không sớm sửa đổi thì dù bạn có vất vả cả đời, thần tài vẫn mãi tránh xa bạn. Tài vận không tốt, tiền bạc không như ý thường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Ngoài vận mệnh, phong thủy ra thì theo quan điểm tướng số, hành vi thói quen của con người cũng là một trong những yếu tố khá quan trọng ảnh hưởng đến con đường tài lộc. Những thói quen tốt sẽ khiến tiền tài, lộc lá ầm ầm rót vào túi bạn, còn những thói quen xấu sẽ khiến cho tài lộc thất thoát, thần tài tránh xa. Muốn cầu tài lộc thì hãy thay đổi ngay những thói quen xấu dưới đây nhé. 1. Mua sắm bừa bãi. Nhiều người có thói quen mua sắm không theo nhu cầu mà tùy thuộc vào sở thích hay tâm trạng lúc bấy giờ. Gặp chuyện vui, đi mua sắm, vướng chuyện buồn, shopping giải sầu. Dạo này mấy hãng hàng hiệu đang giảm giá, còn chần chừ gì nữa, đi khuân ngay kẻo muộn. Cứ thế, họ vác về nhà cả đống đồ, có khi cả đời không đụng đến, tiện tay vứt vào một góc hay dúi vào tủ đồ. Tới lúc sửa soạn quần áo, dù tủ ngập đồ nhưng vẫn kêu không có gì mặc. Hành động này kỳ thực là biểu hiện của việc tham lam, có quá nhiều dục vọng, do đó không thể nào tài lộc dồi dào. 2. Tùy tiện vứt bỏ tiền cũ rách. Tiền bị cũ rách, không tiêu thụ được thì nên đem đến ngân hàng đổi lấy tiền mới. Song có những người lỡ tay làm hư hỏng tiền hay vô tình nhận được tiền bị thùng rách lại chẳng hề chú ý đến điều đó. Họ thường tùy tiện vứt bỏ tiền để vương vãi đâu đó trong nhà hoặc nhét tạm vào ví. Thái độ như vậy đâu có đúng, thần tài có thấy bạn rồi cũng sẽ tránh xa. Nhanh nhanh thay đổi trước khi quá muộn nhé. 3. Không nhặt tiền lẻ rơi vãi trên đường. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ rơi vãi trên đường đi hay những nơi công cộng khác. Phần lớn mọi người đều sẽ nhặt lên khi thấy đó là tiền mệnh giá lớn, song thường bỏ qua những đồng tiền lẻ. Nếu hỏi bất kỳ một người nào đó rằng bạn có nhặt 1.000, 2.000 tiền lẻ trên đường không? Chắc hẳn không ít người sẽ trả lời là không. Chúng ta thường chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Có người dừng lại thì chẳng qua là thấy trò vui, lấy chân đá đi chỗ khác mà thôi. Chúng ta không biết rằng vô tình làm như vậy cũng chính là để thần tài cách xa mình, để tiền tài lọt khỏi bàn tay. Không lấy tiền lẻ chẳng khác gì coi khinh thần tài. Những người giàu có thường không bao giờ có thái độ hay hành vi coi thường tiền bạc, dù chỉ là những đồng hào lẻ, bởi họ hiểu rõ đạo lý ẩn sâu trong đó. 4. Nơi nào trong nhà cũng thấy tiền. Có những người hay tiện tay về nhà là để tiền ở bất cứ chỗ nào, ngăn kéo, tủ sách, bàn làm việc hay thậm chí trên bàn trà phòng khách cũng vương vãi tiền bạc. Khắp nơi trong nhà đều có thể nhìn thấy tiền. Nhiều người thường nghĩ nhà mình không có người lạ nên tiện đâu để đấy. Về phong thủy, đây là thói quen rất xấu, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Muốn để tài vận tốt thì tiền phải để tập trung một chỗ mới tụ tài khí. Có lúc khi đi mua sắm, tiền thừa là số nhỏ lẻ nên nhiều người cũng có thói quen không lấy lại. Có thể giá trị thực sự của nó không đáng là bao, nhưng dù sao cũng là tiền của mình. Bạn không thu về cũng chính là để tài lộc của mình rơi vào tay người khác. Nếu bạn không muốn tán tài tán lộc, tiền bạc thất thoát thì hãy sửa ngay thói quen xấu này nhé. Cứ mãi như vậy sẽ khiến cho bạn rơi vào cảnh nghèo khó, làm hoài làm mãi mà chẳng thấy tiền đâu. 5. Chọn bừa chỗ đặt két sắt đựng tiền. Nhiều người hiểu và không phạm phải những thói quen xấu trên. Họ mua riêng két sắt để đựng tiền, cho rằng như thế thì mọi chuyện sẽ tốt lành, vạn sự đại cát, tụ lộc tụ tài. Tuy nhiên, làm vậy mà tiền tài vẫn đội nón ra đi là cớ làm sao? Xin thưa, trong nhà muốn bài trí gì cũng cần tuân thủ quy tắc phong thủy. Nếu ở vị trí đắc địa, két sắt sẽ tích lộc tụ tài, còn đặt ở nơi không thích hợp thì sớm muộn gì tiền bạc trong két sắt của bạn cũng rơi rớt hết mà thôi. Đừng tùy tiện đặt két sắt ở bất cứ chỗ nào bạn thấy tiện, nên đặt ở nơi tài vị trong nhà. Chú ý để chỗ khuất nẻo hoặc ngụy trang cẩn thận vì tài bất lộ bạch,
có thế thì tài lộc mới ngày càng thịnh vượng. 6. Không có ví thích hợp mang theo người. Ví là nơi đựng tiền, theo phong thủy thì sử dụng ví tiền thích hợp sẽ giúp bạn thu hút nhiều vượng khí tiền tài. Nên chọn ví có màu sắc thích hợp, ví dụ màu bạc, màu trắng, màu vàng, màu nâu có thể sinh tài. Màu đen thuộc mệnh thủy cũng có thể phát tài, màu đỏ thuộc mệnh hỏa sẽ khắc kim, tốt nhất không nên dùng ví màu này. Có người còn không thích dùng ví, thấy bất tiện. Đi ra ngoài là nhét tiền bừa vào túi quần túi áo, kẹp tiền trong sách, để tiền trong hốc xe. Làm vậy chính là không tôn trọng tiền bạc, không tôn trọng thần tài. Cũng dễ hiểu khi tiền bạc thất thoát ra ngoài. 7. Bỏ quên tiền cho vào máy giặt. Khi mua sắm, còn tiền thừa nhiều người tiện tay để ngay trong túi áo, túi quần. Về nhà thay đồ, quên không bỏ ra mà cho thẳng vào máy giặt hay chậu giặt quần áo. Chẳng thế mà đôi khi phơi đồ lại nhặt được tiền rơi ra, mừng vui hồ hởi như bắt được tiền thật. Kỳ thực, làm vậy không tốt chút nào. Chẳng những tiền có thể bị hỏng, biến dạng mà tài vận của bạn còn bị rửa trôi sạch sẽ. Hãy tập cho mình thói quen kiểm tra túi quần áo trước khi đem đi giặt nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.